câu lạc bộ tuổi trẻ gồm trung đội nam trên sân số 4. Xin nhắc lại, các bạn đang nói chuyện với câu lạc bộ 901 và câu lạc bộ công viên tuổi trẻ gồm trung đội nam trên sân 4. Ở phía trái mảnh của bạn là câu lạc bộ Ngọc Thị trong trang phục áo quần màu đen. Ở phía xa mảnh của bạn là câu lạc bộ công viên trong trang phục áo quần màu xanh lá cây quần đen. Thank you.
Ban tổ chức xin kính mời công viên Lenin gặp câu lạc bộ Thanh Lan trên sân số 3 nội dung đôi nam. Xin nhắc lại, ban tổ chức xin kính mời câu lạc bộ công viên Lenin gặp câu lạc bộ Thanh Lan trên sân số 3 nội dung đôi nam.